Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series hướng dẫn thiết kế local brand. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách để chuyển bất kỳ một cái hình ảnh chụp nào thành một hình thiết kế trên áo rất là cool ngầu. Đầu tiên các bạn sẽ tạo một trang thiết kế mới. Chúng ta vào File, chọn New. Sau đó các bạn chuyển qua mục Print và chọn khổ giấy A3 nha. Tùy vào cái phiên bản của Photoshop mà cái phần A3 này nó sẽ nằm ở những mục khác nhau, nhưng mà nó luôn luôn có. Rồi, tiếp đến ở mục Width là cái chiều ngang á, ở đây mình sẽ để là cm, thì thường khổ giấy A3 sẽ là 29,7, chiều dọc là 42, và ở ô Resolution nó sẽ là 300 pixel trên inch. Nhưng mà trong hướng dẫn này, do là mình vừa mở rất là nhiều cái phần mềm để thu hình thu âm, nên mình để 72 thôi cho nó nhỏ, để máy tính chạy cho nó nhanh. Ấn Create, chúng ta sẽ tạo ra được một trang thiết kế mới và mình sẽ copy và dán cái hình ảnh mình đã chuẩn bị sẵn vào cái trang thiết kế này. Nếu như mà cái hình của các bạn khi mà dán vào trang thiết kế nó nhỏ giống như vậy ha, thì các bạn có thể sử dụng cái công cụ Move Tool, phím tắt là chữ V, để phóng to cái hình này lên. Rồi tiếp đến mình sẽ tắt cái hình ảnh này ra bằng công cụ Pen Tool, phím tắt là chữ B phở. Ở công cụ này các bạn click vào một điểm, các bạn có thể giữ chuột và nắm kéo để điều chỉnh cái độ cong của đường bút, từ đó bo theo cái hình mà các bạn muốn cắt nền. Ở đây mình sẽ sử dụng thêm công cụ Zoom, phím tắt là chữ Z, để phóng to cái hình này lên, và sử dụng Pen Tool để chọn cái hình mình muốn cắt nền. Đây là một cái thao tác lặp lại nên mình sẽ tua nhanh phần này nha. Rồi sau khi mà chọn khối hoàn thành á, các bạn phải chuột và chọn Make Selection, sau đó ấn tổ hợp Ctrl J để nhân đôi cái layer này lên. Chúng ta hiện đang có một cái layer có nền ở phía dưới và một cái layer đã được tách nền ở phía trên, thì mình sẽ nắm kéo cái layer có nền phía dưới á, mình bỏ vào thùng rác để xóa nó đi. Tiếp đến mình sẽ chọn vào cái layer mình vừa tách nền. Thì đối với một số hình á, chất lượng nó sẽ không được cao, thì các bạn khi mà zoom lên sẽ thấy là nó bị vỡ nét rất nhiều. Thì chúng ta có một cái mẹo rất là nhanh để xử lý vấn đề này, là các bạn vào filter, vào camera raw filter. Rồi mình sẽ phóng to hình này lên để chúng ta xem. Ở trên cái bảng camera raw filter này, các bạn vào mục detail, và ở phần luminance nè, các bạn kéo lên 100%, và ở luminance detail các bạn có thể kéo nhỏ lại cho đến khi nào các bạn thấy cái hình của mình được trơn láng đúng theo ý muốn ha. Ở đây mình sẽ để luminance là 44, là cái hình chúng ta đã được trơn láng đi rất nhiều nè. Đó, ấn ok. Tiếp đến mình sẽ nhân đôi cái layer này lên bằng tổ hợp Ctrl J một lần nữa. Chúng ta hiện đang có hai layer của cùng một hình đã được xử lý cho trơn láng. Rồi tiếp tục ở cột phía bên trái này, chúng ta có hai cái ô màu á, thì mình sẽ click vào cái ô màu phía trên, mình chọn màu đen, click ô màu phía dưới và chọn là màu trắng. Sau đó mình sẽ vào filter, chọn filter gallery. Mình sẽ vào mục sketch và chọn half tone button. Ở phần cột phía bên phải có mục size và contrast nè, các bạn có thể chỉnh để đạt được cái thông số half tone như ý ha. Ở hiệu ứng half tone này nó sẽ chuyển cái hình ảnh của chúng ta thành những cái dấu chấm. Rồi ở cái mục cái cột phía bên phải này, mình sẽ để phần size là 1 và contrast là 50. Chúng ta sẽ chuyển cái hình thành những cái hiệu ứng đốm như vậy. Rồi các bạn có thể chọn cái hiệu ứng photocopy, sẽ chuyển cái hình của chúng ta thành cái dạng những cái đường viền giống như vậy ha, cũng rất là hay. Đó, hoặc là chọn hiệu ứng stem, chuyển thành những cái đường viền nhưng mà dày hơn. Tùy vào cái hình các bạn muốn thiết kế, các bạn chọn cái hiệu ứng nào mà chúng ta thấy hợp mắt ha. Ở đây mình sẽ dùng cái half tone button, ấn ok. Tiếp đến mình sẽ chuyển cái thuộc tính layer này thành multiply. Chúng ta sổ cái bảng ở trong một layer nè, sổ xuống và chọn multiply, thì mình sẽ lấy cái phần đen của hình ảnh thôi. Tiếp đến mình sẽ chọn cái layer màu bên dưới và mình sẽ tiếp tục vào filter, chọn filter gallery để chỉnh hiệu ứng cho layer màu này. Mình sẽ sổ bảng artistic xuống và chọn cut out. Ở phần number of level mình sẽ chỉnh lên 8 lên tối đa, và x simplify mình sẽ để là 0. Ấn ok. Đó, như vậy chúng ta đã chuyển cái hình ảnh chụp của chúng ta thành một cái hiệu ứng hình rất là hay đúng không? Rồi mình thấy cái hình này nó hơi tối, mình muốn chỉnh cho hình này sáng lên, thì mình có thể vào Image và Adjustment, chọn bảng Level hoặc là phím tắt Ctrl L. Cái nút này phía bên phải mình sẽ kéo qua bên trái cho hình chúng ta nó sáng lên.
ấn OK và thậm chí mình có thể đổi màu của hình này một xíu bằng cách vào Image và Adjustment, chọn Hue Saturation hoặc là tổ hợp Ctrl U. Và ở bảng Hue này mình có thể chỉnh màu của cái phần layer màu phía dưới để đạt được cái màu mà mình muốn. Ở đây mình sẽ cho nền áo màu đen và mình rất thích màu phần màu đen ở trên màu cam vàng ha. Rồi mình có thể chỉnh cái saturation này lên cao để cái hình chúng ta màu nó sáng hơn. Ấn OK. Tiếp đến mình sẽ cho một cái đường viền đen xung quanh cái hình này. Mình sẽ double click vào cái phần layer màu, chọn hiệu ứng stroke là tạo viền nè. Rồi phần position là mình sẽ chọn outside để cho viền ra phía ngoài. Ở phần color là phần màu, mình sẽ cho viền màu đen, ấn OK. Và phần size là kích thước viền, mình sẽ chỉnh lên thành 10 đi, ấn OK. Đó. Tiếp đến mình sẽ thêm chữ vào trong cái hình này. Thì một cái trang web chọn font mình rất là thích, đó là trang dafont.com. Các bạn vào dafont.com, ở đây sẽ có những cái chủ đề font. Nếu mà các bạn chưa biết là sẽ dùng chủ đề gì á, thì các bạn có thể vào mục top và xem những cái font đang nằm ở mục top ha. Các bạn thích font nào thì ấn nút download và cài đặt vào trong máy. Ở đây mình đã có chuẩn bị sẵn một cái font rồi. Đầu tiên mình sẽ chuyển cái phần nền của hình này thành màu đen đã. Mình sẽ sử dụng công cụ Pen Bucket Tool, phím tắt là chữ G. Rồi ở cái ô phía bên trái, cái cục màu ở phía trên nè, mình sẽ chọn vào và click vào màu đen, ấn OK. Rồi mình tô đen vào cái layer background ha. Tiếp đến mình sẽ sử dụng công cụ Type Tool, phím tắt là chữ T. Ở cái hàng phía trên đó, chúng ta có cái nút màu để chỉnh cái màu chữ, mình sẽ chọn là màu trắng. Và mình sẽ gõ chữ mà chúng ta muốn ghi vào hình. Ở đây mình sẽ sử dụng một cái câu tên là Cool Kid Just Show Up. Font mình đang sử dụng tên là font Decaying Fail Pen các bạn nha. Sau khi gõ chữ xong, mình sẽ dùng công cụ Move Tool nè, phím tắt là chữ V, để mình di chuyển cái vị trí của chữ và có thể chỉnh cái kích thước của chữ luôn. Sau đó mình sẽ phải chuột vào cái layer chữ và mình chọn là Convert to Shape, chuyển nó sang dạng hình ảnh. Rồi mình sẽ nhân đôi cái layer chữ này lên bằng tổ hợp Ctrl J và kéo cái layer chữ mới xuống. Tiếp đến mình sẽ chọn một trong những công cụ shape ở phía bên này, công cụ nào cũng được nha, phím tắt là chữ U. Tiếp đến ở cái hàng phía trên phần fill, mình sẽ click vào và chọn hình chữ nhật có dấu gạch chéo đỏ, là mình sẽ không tô màu gì vào chữ này. Và phần stroke là viền, mình sẽ click vào và chọn viền màu trắng. Tiếp đến cái ô kế bên phía bên phải, đó là kích thước viền, mình sẽ để là 15 thử xem. 15 dày quá, bây giờ mình sẽ chỉnh cho nó nhỏ lại, còn 7. Cái này tùy vào cái thiết kế của các bạn, tùy vào cái độ lớn của trang của các bạn để cái kích thước của đường viền cho thích hợp nha. Sau đó ở ô kế bên nữa, mình sẽ sổ xuống phần Align, mình sổ xuống. Và ở đây chúng ta sẽ chọn được cái vị trí của viền, mình sẽ chọn cái ô dưới cùng là viền ra phía bên ngoài. Đó, chúng ta đã tạo được một cái hiệu ứng chữ rất là đơn giản đúng không? Tiếp đến mình sẽ ấn nút Ctrl, mình chọn hai cái layer chữ mình vừa mới tạo. Mình sẽ ấn Ctrl J để nhân đôi hai layer này lên và sử dụng công cụ Move Tool nè, phím tắt là chữ V, để kéo nó xuống. Mình làm tương tự cho đến khi cái chữ này nó fill hết cái trang thiết kế của chúng ta. Cái layer chữ dưới cùng nó bị dư rồi nên mình sẽ xóa cái layer đó đi bằng cách nắm kéo thả vào cái nút thùng rác. Tiếp đến mình sẽ gõ thêm một cái dòng chữ nữa, tiếp tục sử dụng công cụ Type Tool, phím tắt là chữ T. Rồi mình sẽ kéo cái dòng chữ Just Show Up lên phía trên cùng. Rất đơn giản thôi đúng không? Bây giờ mình sẽ nhóm những cái layer này lại để cho nó dễ kiểm soát. Thì để nhóm layer, các bạn ở nút Shift chọn những cái layer mà các bạn muốn nhóm. Xong rồi ở phía dưới bên phải á, có cái nút là Group, chúng ta sẽ nhóm nó lại vào một cái folder. Rồi mình đã nhóm layer chữ, mình tiếp tục nhóm cái layer hình. Và mình có thể thay đổi kích thước hình này cho nó lớn lên xíu. Tiếp theo mình sẽ thêm một cái hiệu ứng lửa ở phía bên dưới cái hình này. Mình sẽ lên Google hình ảnh, mình search cái từ khóa là fire. Và ở đây các bạn tìm xem cái ngọn lửa nào mà các bạn thấy thích. Ở đây mình sẽ sử dụng cái hình ảnh này ha. Mình sẽ phải chuột và mình chọn là sao chép hình ảnh. Tiếp đến trở lại Photoshop, mình ấn tổ hợp Ctrl V để dán cái hình ảnh này vào. Kéo cái hình ảnh ngọn lửa này xuống dưới cùng nha. Và mình sẽ sử dụng công cụ Move Tool, phím tắt là chữ V á, để mình di chuyển cái vị trí và kích thước của cái ngọn lửa này vào cái chỗ mà mình muốn.
Rồi sau đó mình sẽ xóa nền cái ngọn lửa này bằng công cụ là Background Eraser Tool. Các bạn click vào cái nút cục gơm này, các bạn đè chuột thì nó sẽ hiện ra ba cái công cụ Eraser Tool ha. Thì mình sẽ chọn là Background Eraser Tool. Ở cái hàng phía trên á, chúng ta có ba cái nút ở đây thì các bạn chọn nút ngay giữa và phần Limit là chọn Discontinuous. Sau đó các bạn click vào cái phần nền đen để mình tắt cái layer background để các bạn dễ thấy ha. Các bạn sẽ thấy cái phần lửa này đang có cái nền đen. Thì các bạn dùng cái background eraser tool đó để xóa cái nền đen của cái hình lửa này đi. Tiếp đến cũng như phần hình, mình sẽ chỉnh hiệu ứng cho phần lửa này cho nó đồng bộ với phần hình. Mình sẽ ấn tổ hợp Ctrl J để nhân đôi cái layer lửa này lên. Phần nút màu các bạn nhớ chỉnh cái nút màu phía trên là màu đen, nút màu phía dưới là màu trắng nha. Rồi mình vào Filter, chọn Filter Gallery. Và cũng tương tự mình sẽ chọn một Sketch và chọn Half Tone Color. Ở cái cột phía bên phải các bạn chỉnh phần Size và Contrast sao cho cái hình các bạn đạt được cái hiệu ứng như mong muốn. Ấn OK. Sau đó chọn hiệu ứng của cái layer này là Multiply. Tiếp đến chọn cái layer ngọn lửa màu phía bên dưới. Mình cũng tiếp tục vào Filter, vào Filter Gallery. Các bạn nhớ bây giờ chọn hiệu ứng gì không? Đó là hiệu ứng Cut Out. Vào mục Artistic chọn Cut Out. Phần Number of Level mình chỉnh lên 8 luôn. S Simplify để là 0 ha. Ấn OK. Rất đơn giản đúng không? Rồi mình mở phần background lên cho các bạn dễ thấy tổng thể cái thiết kế này nó đạt được như vậy. Bây giờ cũng tương tự mình có thể chỉnh màu của cái ngọn lửa này bằng tổ hợp Ctrl U. Ở phần hue này mình có thể chọn để thay đổi màu của ngọn lửa. Mình sẽ chỉnh ngọn lửa màu tím nhìn cho nó hấp dẫn ha. Saturation mình có thể kéo lên cho cái ngọn lửa này nó đậm màu hơn. Ấn OK. Đó. Và bây giờ mình sẽ tắt cái layer background đi và lưu cái hình ảnh này lại với định dạng là PNG nha. Vào File, vào Save As. Phần Save As Type này nè, các bạn chọn là PNG và các bạn lưu hình ảnh này lại. Rồi tiếp đến mình sẽ vào Gecko.vn và một app thiết kế. Tại đây Gecko cung cấp cho chúng ta một cái ứng dụng thiết kế áo. Các bạn có thể chọn thay đổi những cái kiểu áo khác nhau. Và không chỉ áo, các bạn có thể chọn khẩu trang, túi vải, tạp dề vân vân. Rất là nhiều sản phẩm ở trên đây. Mình sẽ để áo cổ tròn tay ngắn và mình có thể thay đổi những cái màu áo thích hợp ha. Ở đây mình sẽ chọn áo màu đen, sau đó các bạn ấn nút upload ảnh và upload cái ảnh các bạn vừa thiết kế lên. Như vậy các bạn vừa mới thiết kế xong một cái hình rất là cool ngầu mà rất là đơn giản, ai cũng làm được ha. Và đây là thành phẩm. Kurtz. 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 Kurtz.